Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Cuối tuần rồi, cho phép bản thân mình lười một tí, lười cả việc đi chợ và chuẩn bị món ăn luôn. Vô tình mình phát hiện ra một cái app này, lướt qua mới thấy app món gì cũng có luôn, từ cơm nhà cho tới món tiệc, những món ăn vặt và cả trái cây nữa. Đã vậy còn có nhiều sản phẩm đồng giá nữa nha. Sau một hồi lượn lờ thì mình quyết định chọn cái bát bò hầm tiêu xanh dành cho hai người nè. Ngồi rung đuôi và chờ trong khoảng 30 phút thì shipper đã tới rồi nha. Mưa to gió lớn mà anh shipper vẫn giao hàng rất là nhanh cho mình nè. Rất là chu đáo, dặn mình là kiểm tra hàng cẩn thận nữa chứ. Hy vọng là gặp anh trong những đơn hàng tiếp theo của em. Đùa thôi chứ chồng mình là người đi lấy hàng cho mình mà. Nguyên liệu được giao đều tươi mới luôn nè, đã được sơ chế sẵn, nấu nướng khỏe re luôn á. Rất là tiện cho một ngày lười của mình. Phần bò này có trọng lượng là 200g, được cắt thành miếng rất là to luôn, có cả nạc và mỡ luôn nha. Mình là một đứa nấu ăn khó tính lắm, nên việc chọn nguyên liệu của mình phải tươi thì mình mới chịu á. Ở đây thì mình có luôn một gói sốt để nấu, một bịch nước dừa tươi, có khoai tây, cà rốt và hành tây, có tỏi, hành củ và ớt nữa. Đặc biệt không thể thiếu là tiêu xanh nha. Siêu thị khá chu đáo và tinh tế, sợ mình lười đọc công thức trên app nên gửi hẳn một cái tờ giấy hướng dẫn cách nấu luôn á. Còn đây là cách hầm bò mà mình mới nghĩ ra nè. Mình sử dụng một cái khay inox, lót giấy bạc xung quanh như thế này và cho dầu vào. Theo công thức thì mình cho tỏi và hành tím vào trước. Tỏi vàng thì mình chiên sơ bò hai mặt. Nhìn món bò hầm tiêu xanh đơn giản như vậy thôi, nhưng mà nó có cả một cái bí quyết để nấu luôn á nha mọi người. Bò săn lại thì mình cho nước dừa tươi này vào, thêm 1,5 chén nước lọc nữa nha. Hầm khoảng 20 phút thì mình tiếp tục cho cà rốt và tiêu xanh này hầm trong vòng 5 phút nữa. Sau 5 phút thì mình cho cái gói sốt này vào nấu thêm 10 phút nữa. Cứ 5 phút 10 phút mà mình loãng hết cả lên. Nếu không có hướng dẫn thì chắc mình đã ngơ ngơ ngáo ngáo rồi á. Cho khoai tây vào và nấu trong 5 phút nữa. Sau 5 phút thì cho hành tây này vào luôn. Gói sốt đã tròn vị rồi nên mình không cần phải nêm lại nữa. Cuối cùng mình cho ngò rí vào và ăn thôi nè. Những lúc làm biến như thế này mà vẫn được ăn ngon thì cuộc đời này đúng công bằng với mình luôn á. Mình vẫn để khay bò hầm này trên cái lửa riu riu luôn, vì ăn nóng sẽ ngon hơn á. Mình ăn kèm với bánh mì nóng giòn như thế này, bò thì mềm ngon thực sự luôn á. Cái nước sốt sệt sệt chấm bánh mì nữa là đúng bài luôn. Mình bỏ cả thế giới vào trong cái miếng bánh mì này luôn. Có ai biết ăn tiêu xanh giống mình không? Còn mình thì ghiền luôn, đúng món mình thích nên mình ăn rất là nhiều luôn á. Mình sẽ khám phá thêm những món trong siêu thị cookie này nữa. Bye bye.